Nhìn này, cô chấm bài tớ có 4 điểm à? 4 điểm à? Ờ. Chắc là bài tớ vẽ xấu quá đó sao? Ủa, cô vẽ con này là con gì đây? À, con chó nha tớ đó. Con mèo đấy. Ờ. Cô gái ơi. Hả? Hôm nay cậu thi họa có điểm cao không? Thôi cậu đừng nhắc nữa, buồn lắm sao? Sao? Nhìn này, cô chấm bài tớ có 4 điểm à? 4 điểm à? Ờ. Chắc là bài tớ vẽ xấu quá đó sao? Ủa, cậu vẽ con này là con gì đây? À, con chó nha tớ đó. Con mèo đấy. Ờ. Tớ cũng không hơn gì cậu cũng cãi. Sao? Này, tớ được có 5 điểm à? Trời, chán thật đấy. Ồ, cậu vẽ cái gì đây sao? Thì đàn gà đang ăn lúa chứ làm gì nữa. Ủa, đấy là con gà đấy hả? Ừ. À, còn cái này chắc là đống rơm đúng không? Đâu, cái này là cái nhà nè. Ủa, cái nhà hả? Ừ. Đang nhìn giống cái đùn rơm đấy nhỉ? Ừ. À, đây là cây gì đây? Cái này là cây táo. Cây táo hả? Ừ. Mà Su Hào ơi. Hả? Cái mảng hội họa này tụi mình dở quá. Đúng rồi đó. Hay là chiều nay tụi mình lên núi tìm cái chỗ nào cảnh đẹp đẹp rồi vẽ, nâng cao tay nghề đi. Ờ, được á, cục cải. Ờ. Vậy hẹn chiều gặp cậu ở trên núi nhá. Ờ, thôi bây giờ về đi. Ừ, về đi. 3:28 AM. Này Su Hào, gần tới rồi đó. Mà cậu chuẩn bị đầy đủ vừa đồ dụng cụ nhá. Đây, tôi cho về đây hết rồi nè. Ồ, ngon. Ờ, hình như ai giống Linh Nhi rồi ngồi đầu kia kìa. Ờ, đúng Linh Nhi rồi. Ê, lại xem cậu làm gì. Ồ. Hả? Hết thật? Ủa Su Hào, cậu đi đâu vậy? Đi vẽ chứ đi đâu. Ờ, mà đúng rồi. Cậu làm gì ở đây? À, Nhi lên núi đây luyện vẽ nè. Hai cậu lên đây. Ủa? Tranh này cậu mua đâu mà đẹp vậy Linh Nhi? Ờ, đúng rồi. À, mua đâu mà mua, tranh này là do tớ vẽ đấy chứ. Trên đây còn chữ ký của tớ nữa nè. Úi trời, nhìn cứ tưởng là họa sĩ vẽ nữa chứ. Cậu vẽ thật á hả? Ờ, đúng rồi, tớ vẽ đó chứ ai. À, mà Linh Nhi, cậu có bí quyết gì mà vẽ đẹp vậy? Truyền cho tụi tớ với. Ờ, đúng rồi đó Linh Nhi. Điểm hội họa của tớ với Su Hào thấp quá. Toàn dưới trung bình với trung bình không à. Cậu chỉ tụi tớ đi. Ngày xưa Linh Nhi vẽ cũng xấu lắm. Nhờ có cái này nè, Linh Nhi mới vẽ đẹp đó. Đây, để Linh Nhi chỉ cho hai bạn nha. Bí quyết nằm ở đây nè. Ủa, cái gì vậy? À, đây á là những cái miếng cây á. Ví dụ như là hình dạng của cái cây á, cậu nhìn ra không? Ờ, nhìn đúng ra rồi. Cái cây không? Đúng rồi. Đó, sau khi mà Linh Nhi cắt ra từ những cái hình vẽ, xong mà Linh Nhi ốp nó vô một cái tấm tranh như thế này nè. Ví dụ đây nha. Đó, ốp vô này nè. Cái mình vẽ đồ theo cái này. À. Xong rồi mình dần dần mình quen tay á, mình không cần cái này nữa, mình bỏ ra cái mình có thể tự vẽ được á. Mà cái này á hả? Đâu cần tốn tiền đâu, Linh Nhi sưu tầm mấy cái tranh ở trên mà hình vẽ xong rồi cắt ra là được rồi. Ồ, đơn giản như vậy mà tụi mình không nghĩ ra. Ờ, đúng rồi đó. Nếu như hai bạn không tìm được tranh á, Nhi chỉ cho. Ở trong nhà sách á, nó có bán một cái bộ mà khung vẽ tranh tương tự như cái bộ Nhi luôn á. Mà đầy đủ hơn, hình như là 100+ tấm á. Đầy đủ luôn, con vật nè, hoa nè, rồi sách nè, rồi chim dóc nhiều lắm. Mà tới hình như là 200+ một bộ á, Nhi không đủ tiền nên là Nhi mới tự tay cắt cái bộ này nè. Hả? 200+ lận hả? Tiền đâu mà mua? Còn tớ hả? Chắc là xin mẹ cho liền á. Cụ cải hay là bạn chịu khó sưu tầm tranh đi rồi cắt ra cho đỡ tốn tiền nha. Ờ, vậy thôi chứ biết làm sao. Ê Su Hào ơi, chắc đi về quá. Giờ ngồi đây cũng đâu có vẽ được đâu. Ờ, tớ về xin tiền mẹ, ra vào nhà sách mua bộ tranh đó đây. Ờ, nhà cậu thì không phải lo rồi. Còn tớ đi về kiếm mẫu để làm đây. Thôi đi về đi. Đi. Bye bye hai bạn nha. Về nhớ vẽ tốt nha, bye bye. À, Su Hào sướng quá. Xin mẹ cái một à. Còn mình á, làm gì có tiền mà mua. Bây giờ không biết làm sao để kiếm dụng cụ vẽ đây. À đúng rồi, hay là mình đi ra cổng trường xem có cái tranh nào rẻ rẻ mình mua về mình làm cũng được đấy nhỉ. Đi. Cô ơi. Sao cháu? Ở đây có bán bộ tranh vẽ không cô? Tranh vẽ hả? Ừ. Không, cô không bán tranh vẽ cháu ơi. Vẽ hả? Ừ. Tại vì cháu muốn tìm bộ tranh vẽ để nâng cao kỹ năng hội họa mà. Ủa, cháu vẽ xấu lắm hả? Vâng. Cô không có bán bộ tranh vẽ nhưng mà cô có bán bộ thước kẻ. Thước kẻ hả? Ừ. Mà không phải thước kẻ bình thường nha, thước kẻ đồ theo những cái hình dạng đầy đủ màu sắc luôn. Đây nè. Đâu, cho xem nào. Đây là bộ nha. Đây, ví dụ như cái tấm này đi. Là sẽ có những cái hình mặt cười nè. Chứ gần lấy cái bút đồ theo sẽ ra được cái mặt hình mặt cười nè. 5 cái hình mặt cười nè. Đó. Ôi, ly rượu nè, cái nỉa nè, con gà nè, trái tim nè. Đó. Ồ, hay thế nhỉ. Ừ. Ồ, nhưng mà cái bộ này mắc tiền không cô? Cái này hả? 2.000 đồng một cái. 2.000 một cái. Ờ, lấy hết thì 8.000. Ồ, được. Vậy thì cho cháu cái bộ này đi. Lấy hết luôn hả? Vâng. Wow, cái này hợp lý này. Cái này về thì mình có thể học theo, vẽ theo nè. Đúng rồi, cái này tiện lắm cháu ơi. Này có đầy đủ luôn nha. Ở đây á là bộ con vật nè. Ở đây á là bộ rồi xe cộ rồi tùm lum tá lả hết trơn á. Nói chung là tàu, máy bay rồi tùm lum tá lả. Được, để cháu lấy cái bộ này nha. Đây cháu gửi tiền cô này. Bao nhiêu tiền á cô? 8.000 cháu.
8.000. 4 cái, 1, 2, 3, 4. Ờ, đây, cháu gửi cô. Thôi, cô có tiền lẻ hay là cháu lấy viên kẹo được không? Kẹo hả? Ừ. Thôi cũng được, lấy của cô viên kẹo nha. Ờ. Thôi, cảm ơn cô, cháu về đây. Cảm ơn cháu nha, bye bye. Trời ơi, có cái bộ này là ngon rồi. Ui, như thế này, tha hồ mà vẽ này. Phải qua khoe với Xu Hào ngay mới được. Xu Hào ơi, qua đây cùng cái. Đang làm gì đó? Ê, cậu mua được cái bộ vẽ kia chưa? Đây, giới thiệu với Xu Hào. Bộ thước vẽ theo hình, tớ vừa mới mua được này. Ồ, tớ cũng mua được rồi nè. Ồ, cậu mở ra tớ xem với. Ờ, đây nè, để tớ mở ra cho. Đó. Ủa, cái gì mà bên trong nhiều thế Xu Hào? À, cậu biết cái này cái gì không? Cái gì đó? Cái này là cây bút chì đó. À. Còn cái đây là những cái hình mẫu nè. Đó, tớ sẽ mở ra cho cậu xem nè. Wow, nhiều thế nhở? Ở đây có cả tiếng Trung Quốc và cả tiếng Anh nè. Đó. À. Đây, cậu biết gì hay không? Cái này là cái gì vậy Xu Hào? Cái này là sách cho mình vẽ đó cô cái. Ồ, vẽ được vào đây luôn hả? Đúng rồi, đây là những tờ giấy trắng để mình vẽ lên đây đó. Ồ, hay đấy nhở. Và đây, đây là những cái khuôn này giúp mình vẽ theo đó cô cái. Ủa, tớ tưởng là khuôn nhựa, tớ vẽ ra cái này là khuôn gỗ à? Đúng rồi, bằng gỗ đó. Cậu biết gì đây không? Con gì đây không? Con gà. Ừ, chính xác. Đây, cái gì đây? Cái này là viên kẹo, đúng không? Đúng rồi, cái này. Cái này là con chim hay sao ấy? Ờ, chính xác. Đấy, ở đây rất là nhiều luôn này cô cải. Đó. Wow. Cái này có cả gần cả 100 hình luôn đó cô cải ơi. Trời ơi, cái này tha hồ mà vẽ Xu Hào ơi. Ừ, đúng rồi đó. Đây, để lấy ra hết nha. À, mà ngoài ra trong này còn bút màu này này cô cải. Cái này là bút màu hả? Đúng rồi. Ở sao đây trong này có một bút màu này. Đấy, thấy chưa? Và nó kèm theo một cục gôm nè. Và một cái gọt bút chì nữa. Bây giờ tớ sẽ gọt cái bút chì này nha. Cậu gọt đi. Đây. Bây giờ tớ sẽ gọt và tớ sẽ dùng thử luôn cho cậu xem nhá. Được rồi nè. Đây. Với bộ khuôn này tớ có thể là vẽ bên trong hoặc bên ngoài đều được cô cái. Đây, ví dụ vẽ bên trong nè. Tớ vẽ con gấu nha. Đây, tớ vẽ con gấu cho cậu xem nè. Đây là bây giờ chúng ta sẽ vẽ ở bên trong cái khuôn này. Đó, chúng ta sẽ đồ theo như vậy thôi. Nhưng mà đồ thật chậm chậm thôi, tại vì đồ nhanh quá nó sẽ bị trật ra của cái. Đó. Đây, sắp ra hình con gấu rồi nè. Đó. Sau đó chúng ta nếu mà bị lem quá chúng ta sẽ dùng tẩy và sẽ đồ lại của cái. À, đây là vẽ bên trong nè, còn đây là vẽ bên ngoài hình con gấu nè. Mình sử dụng khuôn nào cũng được hết á. Giống nhau cả mà đúng không Phạm? Đúng rồi, mà hình như tôi thấy là vẽ bên ngoài như vậy á thì nó sẽ dễ hơn là bên trong cái cục cải. À. Đây. Xong hình con gấu này nè cục cải. Ồ, bên này thấy đẹp hơn này Phạm. Ở bên này đẹp hơn đúng không? Cái này là hình mẫu này cục cải. Bây giờ chúng ra là nhìn bên này mình vẽ theo. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có thể là vẽ theo được cục cải. Đây chúng ta sẽ vẽ tai trước nè. Ok. Đó. Sau đấy chúng ta sẽ vẽ mắt cho chú gấu này. À. Rồi một cái mũi nè. Đó. Như vậy là cũng gần đống giống rồi đó. Ồ, giống rồi sao? Giống chưa? Còn cái đầu nữa kìa. À, đây, tớ sẽ khoanh vào đây nha. À. Rồi, thấy thế nào cô cái? Được, 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 y chang luôn. Đấy. Công nhận cái bộ khung của Xu Hào tiện lợi thật chứ. Không cần phải làm gì mất công mà chỉ cần đồ theo thế là thành hình rồi. Ê, bây giờ cậu xem cái của tớ đi. Cái của tớ cũng được lắm á Xu Hào. À, cậu giới thiệu bộ khuôn vẽ của cậu cho tớ xem đi. Đây này Xu Hào, cái bộ này là tớ mua ở cổng trường đó Xu Hào. Cái này với giá chỉ có 8.000 thôi, rất là rẻ luôn. Rẻ vậy? Mà bên trong này á, có rất là nhiều hình này. Đây, cậu nhìn này. Với mỗi cái thước kẻ như thế này á, thì có cả hàng chục hình luôn đó Xu Hào. Ồ, hay vậy. Đây, việc đầu tiên á, tớ chỉ cần bỏ cái thước lên trên một tờ giấy như thế này. Sau đó tớ lấy một cái bút chì nha, tớ đồ theo mấy cái hình trong này này. Đó. Đó. Xong rồi đó Xu Hào. Wow. Đó, có thấy giống khuôn mặt không? Ồ, nó không bị lem nó luôn kìa. Đấy, đẹp không? Ừ, đẹp đấy. Ê cô cái, tớ có một ý tưởng này nè. Hay là mình kết hợp hai bộ khuôn vẽ này để vẽ lên một bức tranh gì đi. Nghe được đó Xu Hào. Hay là mình vẽ đi. Ê cô cái, mình hoàn thành xong bức tranh rồi nè. Xem ra cũng đẹp phết Xu Hào nhờ. Ở đây thì có mây này Xu Hào. Đó. Đây. Ba cái mây. Máy bay này. À. Rồi, còn đây là có người này. Mèo này. Con mèo kìa. Rồi, cậu có cái gì nào Xu Hào? À, tớ có cái nhà này này cô cái. Đẹp. Tớ lắp vào khuôn này nè. À đúng rồi, tớ còn vẽ cả mấy cái con xe ô tô này nữa Xu Hào. Đây, xe ô tô, xe cứu thương này. Xe đạp này. Đẹp kìa ta. Đấy, thấy chưa?
Cô gái ơi, hả? Chắc chắn là sau khi sử dụng cái bộ khuôn vẽ này này là tay nghề tụi mình nâng cao rất là nhiều luôn đó. Đúng rồi Xuào. Ừ. Ê, bây giờ chúng ta cứ dựa theo cái bộ khuôn vẽ này mà tập vẽ thôi Xuào ạ. Ừ đúng chắc rồi đó. Chắc chắn là mình sẽ vẽ giỏi lên thôi mà. Ừ. Ê, nhưng mà bây giờ chắc là tối rồi, tớ phải về đây. Cậu về hả? Ờ, thôi có gì hẹn cậu ngày mai nhá, mình lại vẽ tiếp. Ờ, ok. Ờ, bye nhá. Xuào nhá.